Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với tập đoàn FPT, Vinaphone và Viettel bằng hình thức trực tuyến. Tới dự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Phát biểu khai mạc chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, những năm qua hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số được xác định là một trong hai lĩnh vực đột phá của tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai luôn dành quyết tâm cao nhất, sự ưu tiên đặc biệt về nguồn lực cho phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tuy nhiên, để chuyển đổi số đạt kết quả cao nhất, tỉnh Lào Cai rất cần sự đồng hành của các tập đoàn viễn thông công nghệ lớn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kỳ vọng cùng với sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ lớn của quốc gia, công tác chuyển đổi số của địa phương sẽ tạo được bước phát triển đột phá. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện ký số thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo ba tập đoàn FPT, VNPT, Viettel bằng hình thức ký số trực tuyến. Theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tập đoàn FPT, thì hai bên thống nhất sẽ tập trung hợp tác, hỗ trợ, huy động sự tham gia của các bên nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp về cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Đối với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội sẽ thực hiện hỗ trợ, tham vấn các cơ chế chính sách, quy hoạch, nghị quyết, chương trình, kế hoạch có liên quan về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hỗ trợ tỉnh khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng, tham vấn quy hoạch, kiến trúc, mô hình tổng thể về chuyển đổi số, đô thị thông minh. Ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, tập đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế của Lào Cai, hỗ trợ chuyển đổi số tại 10 đơn vị phường xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số. Cũng tại buổi lễ ký kết thỏa thuận, Viettel Lào Cai đã trao tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh số tiền 200 triệu đồng.